Cô ở Đài Loan. Cô Đài Loan lì xì cho cô với số nha. Cái nhà thả anh đi đưa cái buồn về xong mua một ly cà sữa cũng mang thôi quý vị. Đây cái nhà hôm nay thì Bun vừa đi học xong á thì lại thấy Lucky ha cô chú anh chị. Á à, ảnh đang chầu chật cả à, sung sướng ghê không? Xin hai miếng chả luôn. Sáng này hôm nay thì hôm qua thì cô bên nước cổ cổ đạo Thiên Chúa là cổ nghỉ cổ đón Giáng sinh nha. Cô nghĩ đón Giáng sinh hôm nay thì cô bán lại ha. À, ông Lucky sáng sớm đi ra kiếm ăn. Hôm nay là chưa có giải quyết nó buồn nha cả nhà. Kiếm ăn trước rồi mới giải quyết nó buồn sao. Chắc hôm qua cô bán nước nghỉ á là không có chả ăn là thèm hay sao á. Bữa nay vừa phóng ra cửa cái là chạy lại xin ăn liền luôn. Ghê ảnh thiệt chứ. À, chú hiểu ý nó, là chú hỏi là cho nó miếng chả nào chưa đó. Cái cô mới nói là nó ăn rồi. Lúc kia ngon lành lắm nha cả nhà, có từ chăm sóc cắt móng, chăm sóc da rồi tỉa lông rồi chăm sóc lông á, ăn Tết nữa đó. À, chú thấy thường của chú trò thì miếng chả nha cả nhà. Trời ơi, tém qua tém lại cái hết miếng chả rồi, cái miếng chả giờ mình nhai qua nhai lại cái hết trơn rồi. Ngon ngon ngó nha, kiếm thêm nha. Chú nó hỏi là sao lúc kia ra hoài vậy, sáng người ta mới ra người ta giải quyết nó buồn chứ ra hoài gì kiếm ăn nữa chứ. Người ta thèm chả dữ lắm rồi, người ta thích ăn chả, ăn được hai miếng thôi đi vô đi ông ơi. Ông cứ đứng đó hoài chắc ta bán chắc người ta lỗ vốn quá ông ơi. Cái nhà coi cái mặt nó nè cả nhà. Đó. Lạnh ha nhà, trời này lạnh. Cái mặt. Thấy thương thôi cô chú anh chị. Sáng ha có lúc kia nè, có bồ câu lạng lạng lạng. Ở cả nhà. Đây cả nhà, ở trên dây điện quá cho bồ câu luôn rồi nha. Đó. Nó đứng ngay giữa đó nha, mà nhiều khi mình cũng phải cẩn thận ha, mình mà xui xui cái là nó làm cái bẹp, cái là ướt mềm cái đầu mình luôn. Đó, cho anh chị. Quá cho bồ câu luôn ha. Lucky thì cũng không chịu làm gì hết trơn, cứ đứng đó đợi hoài luôn á. Ăn hai miếng chả rồi mà cứ đợi hoài trời. Thôi đi vô đi ông ơi, không đi toilet thì đi vô đi. Trời ơi là trời. Giống như tính đợi là kệ được miếng nào hay miếng đó đó nha. À, cả nhà thấy ông lết lết lại luôn. Kiếm thêm. Cái mặt của nó kìa. Mình muốn xin ăn thì mình phải quấu quấu người ta mới biết chứ. Nhìn nó thấy cưng quá chứ gì. Thấy vậy chứ bị tịnh thất rồi cả nhà ơi, tịnh thân rồi, không còn là con trai nữa. Hôm qua thì có cô chú anh chị là nói em là có khi nào chăm sóc da để Tết này cưới vợ không ta, cưới vợ cho Lucky không ta, mà em quên là Lucky bị thiến rồi cả nhà, bị thiến rồi. À, đứng đợi nữa nè, cô cầm lòng không nặng, cô cho thêm miếng nữa đó cô chú anh chị. Cô nước cầm lòng không đặng nên cho thêm nữa đó. Trời ơi bán lợi nhiều đó, chả có cho năng hết trơn rồi. Khi này thì chứ. Em nói vậy chứ cô bên nước cô thương Lucky lắm đó nha. Ngày nào cũng cho mấy miếng chả hết trơn. Mà ảnh thì nhiều cho đủ. Cô ở Đài Loan. Cô Đài Loan lì xì cho cô với số nha.
Tết. Mấy ngày, từ ngày nào có nghỉ tới mùng 9 á. Từ ngày nào nghỉ chị? Ngày nào bắt đầu nghỉ? 25. 25 là nghỉ tới mùng 9 khai trương lại. Dạ, để cho bà con biết đến ủng hộ. 25 nghỉ là mùng 9 khai trương ha. Dạ. Bà nhà bù chắc bỏ bà bán luôn. Làm gì đâu. Dạ. Chết. 25 nghỉ mùng 9 mở cái trương bán lại thôi chú anh chị. Chuẩn bị là tết tay bắn pháo bông rồi đó nha. Vài bữa bắn pháo bông rồi đó chú. Ờ kêu chú quen người ta đúng là kêu anh ấy, kêu chú quen luôn. Cho trẻ. Ờ, anh Chánh nè. Tất nhiên là thích kêu anh nè. Năm mấy chú Chánh? Chánh là chừng 4 mấy à? Anh Chánh là 48 rồi, bánh chân. 48 hả? 48 rồi. 12 năm nữa là 60. Thôi khỏi được thấy đi anh em. Anh Chánh đang đang bấm điện thoại cho ai nữa nè. Dạ. Ừ, đúng rồi. Sáng giờ có sáng ngày là đi học lon. Chị không lo thì chị thấy được cái chớp đầu. Đúng rồi. Cô bánh ướt, cô nước gửi quà cả nhà. Trời ơi. Nhiều dạ. Không dạ. Uống nước vui cho chị nó vui. À, cô mời nước. Cô làm vậy ngại quá. Làm nữa đi cô à. Làm nữa đi. Nào, nói chung là anh em cũng giỡn tí như cả nhà chứ không phải là kỳ hay à, giỡn cả. Cái sớm mà hôm nay là chuyện mà... vui của cô bán bánh nước nha. Cô đi kêu à. Giờ bên Mỹ hay đâu đó, Mỹ à. Dạ Mỹ rồi. Hồi nãy là chị Hồng Loan nói nhanh quá, không nhớ nổi luôn. À, dạ, ở bên Mỹ gửi tặng. Đi ra phòng chấn của bánh nước đi. Cứ nói chuyện bình thường xe đi. Ôi, trời. Cảm nhận thế nào mà. Rồi chào cô nha. Thì hồi nãy cô ở đâu ta? Cô không biết nhưng mà nó nhận được cô nước ngoài. Nước ngoài dạ. Giúp đỡ cho cô. Con cảm ơn. Được bao nhiêu cô? Thôi đi ra đi. Trời ơi, muốn làm chi nữa? Cảm ơn trời trời đất ơi nhớ. Cảm ơn thần chúc Hồng Loan. Trời ơi, dạ. Cảm ơn giúp đỡ cho cô. Cảm ơn giúp đỡ Hồng Loan. Thì cũng nhờ Hồng Loan giúp đỡ cho cô, thấy cô khổ. Phải, có bên nước ngoài đỡ cho cô. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn mấy cái cô chú mến cũng nhờ Hồng Loan ở đây cũng cho kiếm cơm gạo cũng giúp đỡ cô. Dạ. Cảm ơn. Dạ, Hồng Loan rất thương cô. Dạ, cũng thấy cho con đồ này cũng cho, đồ ăn nữa cũng cho. Dạ. Cô ngồi bán đây bao nhiêu lâu rồi con? Cô có nhớ đâu bây giờ. Mấy chục năm chưa? Cô bán lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi hả? Bán từ lúc bán phở hoàng á. Ở trang trước mà cách được bán lúc phở hoàng là bán lúc phở hoàng thôi không chân bị hư rồi. Lúc bán lúc phở hoàng còn bán phở đó. Dạ. Dạ. Cô bán rất là lâu rồi cô chú anh chị. Hồng Loan á, cũng như trời giúp đỡ á. Dạ. Vậy là cô bán được mấy năm rồi hả? Tính ra là bây giờ cũng nhớ. Mấy năm rồi đó. Ngày mấy năm luôn. Rồi đó. Năm mấy ba chục. Hồi đó có chồng chưa cô? Bán hồi có chồng chưa? Cũng lâu rồi đó. Bán lúc đó cô có chồng chưa? Cái tôi bán lắm. Mới ra đây bán được có chồng chưa? Có gia đình rồi. Mới gia đình rồi luôn hả? Thân thích công hộ. Thân thích công hộ cũng mượn hả? Đó là giờ từ đó giờ là chế công luôn hả? Bán thiệt thương giờ là bán bánh ướt cái sau này thấy cái đường này bán cũng là ít lắm, có cơm thì chú cho như cũng như bán miễn làm ở dưới đó. Có nghĩa là kinh nghiệm vậy cũng dữ dội lắm rồi, mấy chục năm rồi. Thì khó lắm những cái giờ này đúng không? Ngày này là không có bỏ. Nếu mà bây giờ nói thật sự là bán bánh ướt này là cô đâu cần nhìn đâu, cũng đổ được. Bán cũng quen gai. Chẳng phải nhìn cũng đổ. Gai đất thì không đất mà cũng gấp cho cơm ăn áo mặc cũng được rồi mà thiếu một chút đỉnh cho con, cũng nhờ ân chân đổ xuống á. Dạ. Thì cả nhà bữa nay có cô khán giả ở bên nước ngoài ha, nãy em gọi nó nhanh quá thì cũng hỗ trợ cô một số tiền để trang trải trong cuộc sống, vì cô thì cũng khó khăn, chú cũng bệnh, cô cũng bệnh ở cả nhà, rất là quý luôn. Thì thôi tụi em cũng xin cảm ơn cô ở nước ngoài nha, đã hỗ trợ cho cô bánh ướt. Nên như tụi em thì ở đây thì lâu lâu mua ủng hộ cô với số thôi cả nhà, chứ cũng
không có thể nào giúp đỡ cô được cái gì nhiều. Cô chú anh chị quay những cái hình ảnh lên chia sẻ thì có cô chú nào thương thì cho cô đồ hay là hỗ trợ cô một xíu món quà gì đó. Không được yên ổn hay là cái chuyện cũng được, anh em cũng thương nhau, nhưng mà mỗi người mỗi ý, để khổ tâm vậy hay là lấy phương pháp bằng lên. Cái gì? Bởi vì bên nhà đó có một người nghe ông xã nói là anh giàu cũng tốt, mà không có nhân dân giúp đỡ cho cô, mà cái gia đình nó lộn xộn, gia đình nó cứ như là điện thoại đâu, ở sớm nó cũng nhiều chuyện lắm, mệt mỏi sớm lắm. Thì buổi sáng hôm nay thì ông giám đốc của chúng ta ở nhà để chốt đơn ha cả nhà. Thì hồi sáng thì có một chị khán giả hỏi em là hỏi giùm Hồng Loan là shop khi nào thì sẽ nghỉ ăn Tết và khi nào sẽ mở bán lại để chị có những người bạn ở bên nước ngoài về ghé để gặp Hồng Loan và mua ủng hộ Hồng Loan. Thì hồi lúc nãy Hồng Loan có chia sẻ là như tới 25 sẽ nghỉ ha cả nhà, tức là ngày 26 sẽ nghỉ và ngày mùng 9 sẽ bán lại. Và nếu mà ở nhà Tết mà buồn quá thì sẽ mở bán trước dự định luôn ha cô chú anh chị. Thì Hồng Loan có chia sẻ như vậy ha, cả nhà mình nắm bắt để cả nhà mình ủng hộ Hồng Loan nha cả nhà. Thì thôi em lại là em xin phép tạm dừng video ở đây nha. Em chúc cả nhà mình ngày mới nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống nha. Yêu thương em, cho em xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đến kênh nhé nha. Chào tạm biệt cả nhà.